Ta xem cách chiết cành cây nguyệt quế. Những dụng cụ cần có để chiết gồm có dao. Dao dùng để cắt cái da của cái cây nguyệt quế này và dây quấn. Cái dụng cụ tiếp theo đó là bịch ni lông dùng để bó cái bầu, để bó bầu cây. Và nguyên liệu cuối cùng đó là xơ dừa. Xơ dừa này là cái mụn dừa được lấy ra từ cái trái dừa và nó đã cũ rồi, còn nếu như mới thì không chiết được. Không chiết và chúng ta chọn cái cành cây mười quế để chiết và cắt da của nó. Và dùng cái dao để lột cái da ra. Sau đó dùng dây quấn lại. Cái cành cây nguyệt quế sau khi quấn dây xong thì nó có hình dạng như thế này. Và dùng cái mụn dừa để bó bọc. Rồi bắt đầu. Cái bầu chiết cây nguyệt quế sau khi bó xong và khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi cây ra rễ và cắt xuống trồng được. Đây là bao ni lông được cắt ra dùng để làm dây quấn để ghép cây. Một cái bao ni lông to được cắt nhỏ nhỏ ra như thế này và xé ra thì nó thành một cái dây quấn. Và đây là cái dây quấn đã cắt là xong. Xoay xoay xoay. Bên cạnh dây quấn thì dụng cụ ghép gồm có dao ghép. Đây là dao ghép ngắn, được mài bén, sắc. Ở đây là dao dài. Kế tiếp đó là dây, dây buộc. Và cây dùng làm gốc ghép. Đây là cây ổi Đài Loan. Dùng làm gốc ghép cây ổi ruột đỏ. Và có thể thấy ở đây dụng cụ ghép cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là dây ghép, dao ghép, dây buộc dùng để treo cây lên hoặc là cố định cái cây, và cuối cùng là gốc ghép. Chỉ với 4 nguyên liệu ghép đơn giản và cành ghép trên cây thì có thể ghép thành công một cái cây giống mới.
giống cây ổi ruột đỏ bằng gốc cây ổi Đài Loan. Dụng cụ ghép gồm có gốc ghép, dao, đầu tiên là dao ghép, cái đó là dây quấn, rồi cái tiếp theo là gốc ghép. Gốc ghép là cây ổi Đài Loan, có mấy tiếng dây giòn ghép nó mới sống, và cành ghép là cây ổi ruột đỏ. Rồi, bây giờ tiến hành ghép. Đầu tiên là cắt vát hai bên trên cái gốc ghép. Đây cái vị trí cắt nó như thế này. Ở đây là cành ghép. Cắt một đường xéo từ dưới lên trên để lắp cái gốc ghép vào. Đây là gốc ghép, cành ghép được lắp vào. Dây quấn băng kính lại. Dây quấn này là bao ni lông cắt ra, hoặc là mua dây quấn chuyên dùng ở những nơi người ta bán vật tư nông nghiệp cũng được. Quấn trùm kính từ dưới lên trên để ngăn không cho nước vào. Biết đâu giật được hai phát à. Sợ giờ. Thấy là quá trình ghép đã xong. Đây là cành ghép. Đây là vị trí ghép. Và đây là gốc ghép. Chứ thằng nào mà nó hay chứ. Và sau 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì cắt ra ở vị trí này. Thế là được một cái cây mới gồm có cành và gốc. Và sau 1 tháng rưỡi cắt ra thì chúng ta được một cây ghép như thế này. Đây là phần cành ghép. Đây là vị trí ghép, có thể thấy là nó đã liền da rồi. Đây là vị trí cắt cái cành cũ. Và đây là gốc ghép. Cây này có thể đem đi trồng được rồi. Cách giam cành cây trồng rồi bắt đầu. Đây là cái cành được cắt ra và cắm vào trong một cái bồ đất. Clip mà không có ai chữ không tí. Không có chữ hả? Không, chưa đâu. Tải vô cái cây lớn của ông á. Lớn tao tắt kiếm tiền còn đâu nữa. Kênh nào mà ai cũng nhiều quá. Xài được luôn hả? Được. Đừng có ghim lộn đầu nghe. Ghim lộn đầu. Alo. À, alo tôi nghe. Có hả? Dạ.
đảm bảo anh đúng khoảng 90 mấy phần trăm.